cả nhà ơi, giờ đi chặt cây và nướng cá nhậu nha. Cái đống than quá đã rồi, đống than quá đã, giờ mình chặt cây và mình nướng cà rô với cá lóc. Bữa hổm bắt tới nay là 20 ngày có rồi. Cây nhỏ thì xiên cá rô, cây lớn xiên cá lóc, để qua chặt cây nào rồi là mình tạm ngưng cái nhà. Chặt nó rung lắm cả nhà, cầm tay quay, cầm máy cầm trên tay quay chứ không có đem theo cây trồng. Chặt cái bông bụp nè, cây này là cây bông bụp nha cả nhà. Bông bụp ở ngoài Bắc thì gọi cây dâm bụt, cây dâm bụt trong Nam thì gọi cây bông bụp. Rồi coi cả nhà, than thì nguyên một ẻ đó rồi, quá trời rồi. Cây chặt về đây nè, rồi cây bông bụp không à, thì mình xiên cá rồi bỏ nướng cả nhà xem nha. Nướng là thơm phức luôn, bay ra mùi ra tới ngoài luôn á cả nhà. Đây cả nhà ơi, cả nhà ơi, ngon quá cả nhà ơi, coi kìa, vàng ướm rồi. Bây giờ xiên không á, nó ấy không, không nó chuyện nó chở không à, xiên vô nướng chưa quay được. Ôi này bắt đầu cuốn nó xíu rồi, lấy bánh tráng với rau là rau sống rồi ra cuốn tại chỗ nữa cả nhà. Trời ơi, hết thuốc rồi. Cá lóc cá rô kích thích không cả nhà, thơm lắm, trời ơi mùi thơm bay ra tới ngoài luôn. Đây còn mới nữa cả nhà, đây mình mới qua ông anh nằm bữa hổm cá rô mà ấy đó, thì cũng ảnh cũng nấu ăn nhiều, trong này cũng nấu ăn nhiều không có thời gian quay phim nữa. Giờ với đấy nè, cá rô nè. À, thấy không, đã không à, bữa giờ nó ốm rồi, rộng cả 20 ngày, 20 ngày hơn 20 ngày. Ở dưới đây nữa, kế bên đây là có món tráng miệng luôn á. Quả điều nha nha, quả điều nướng luôn. Nó chơi với cái này là lấy hột rồi, còn cái này đem dục qua đây để nó khô rồi đốt luôn á. Hồi sáng đốt nguyên đống rác đó, mà đống củi chặt về bây giờ mới để dành than tới giờ nè, để nướng nè, đốt từ sáng giờ này 5:30 6 giờ mới nướng nè. Thơm lắm cả nhà ơi, hấp dẫn, ăn tại thiên nhiên vậy nó mới sướng nữa chứ. Cái cảm giác à, nó sướng ở cái cảm giác chứ món ăn thì nó cũng chẳng có gì độc lạ đúng không cả nhà, sướng ở cảm giác thôi. Con nào trái trái chắc đưa ra ngoài tí nó sướng sơn sơn lần nữa quá bác biết hả, tí hơ lại để ăn thôi. Giờ chặt cây ngắn lại để tí hơ à, hay là sao, hay tuốt ra luôn à, lấy than vào trong cái nồi với cái vỉ hả, bên em đâu có vỉ nướng đâu. Ngon quá, thơm quá, này uống hao rượu lắm cả nhà, cũng bánh tráng nữa hao rượu lắm. Ờ à, nó lấy ra đi, lại còn hai con này nè, con bự kia sao rồi, con này để dưới sợ nó khét nè. Nướng nó giòn cái vỏ, tí xíu mình cạo vỏ ra luôn là sạch tưng luôn á. Quá đã cả nhà. Rồi này, ngưng nha cả nhà ơi, chút xíu đi, giờ đang mắc nướng à. Không có chân quay, có chân quay quay trực tiếp luôn cũng được nữa mà không có chân quay. Cầm tay khó nướng quá, để còn xiên cá nữa, cá nó còn ướt nó dính tùm lam. Để xiên cá nướng tiếp. Đây cả nhà, hai con cá lóc. Trời ơi, này chưa cạo đâu nha cả nhà. Trời, giòn rụm à. Chút xíu cạo này ra nó là mình ăn được rồi nè. Đó. Thơm lắm rồi nha ơi. Đây dĩa cá rô nè. Đó. Còn đây. Đây là mấy em này xong hết rồi mà chưa lấy ra dĩa nè. Còn mấy em nó đang nướng tiếp. Than còn hồng quá, cái này có thịt bò, thịt cừu gì mà nướng thôi chứ. Than hồng cực luôn rồi nha. Đỏ nữa hết luôn rồi. Quá đã. Này, ông anh bảy ông nướng. Rồi lên mâm rồi cả nhà ơi. Làm
Hồi nãy tính là ngồi ngoài gốc cây nhậu luôn ngoài vườn á, nhưng mà tối quá rồi, bóng điện à, kéo ra nó rườm rà quá, thôi đem vô đây. Dạ. Làm lễ 30 tháng 4 sớm. Làm lễ 30. Đây là tới 30 tháng 4 nó không có đồ mà cho ăn nữa thì bây giờ mình phải tự còn ăn được cái ăn đi hả? 30 tháng 4 nhiều người mời đi họp thì hành đi họp nó không có làm lễ. Thôi mời cả nhà uống rượu dùng cá nướng cuốn bánh tráng với gia đình tôi nha. Rồi cảm ơn cả nhà nha, chúc cả nhà dùng bữa ngon miệng nha, buổi tối vui vẻ hạnh phúc ngọt ngào. Rồi vô mấy bác ơi, mà mình can cái đi vô 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 cho nó mặn mà sung sướng nghe coi. Nướng à, nướng à, tiếng mấy nóng kìa. Ôi biết sao mà gỡ xương ra. Lên cá lóc á, xả quá cả nhà. Rồi rồi, rồi thì tạm ngưng nghe cả nhà. Muốn nữa hả? Giờ mắc ăn rồi, không quay được nữa rồi, cả nhà thông cảm ha. Đói bụng quá, nướng chiều giờ tiếng mấy đồng hồ. Hai anh em.